Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi tọa đàm nhịp cầu tri thức do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đồng Nai phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, chúng ta đã nghe nói nhiều về những cụm từ như là nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết và đã có rất nhiều mô hình kể trên phát huy được hiệu quả, tăng giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập người dân và đặc biệt là người dân vùng nông thôn. Năm 2019, tỉnh Đồng Nai cùng với một số tỉnh thành trên cả nước đã triển khai chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Đây là chương trình có ý nghĩa rất tích cực trong việc tạo điều kiện cho các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp ở các địa phương phát triển theo hướng chất lượng, an toàn, có đầu ra tiêu thụ ổn định, có cơ hội xuất khẩu, nhập khẩu sâu rộng. Và với chủ đề ngày hôm nay, OCOP, cánh cửa phát triển và hội nhập sâu, thì chúng tôi có mời đến trường quay các vị khách mời sau đây. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Gọi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phan Biên, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Đồng Nai. Xin giới thiệu ông Lê Thanh Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khổ Qua rừng Hiệp Vân. Vâng ạ, lời đầu tiên thì xin cho phép Bích Tuyền được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên thì cho phép Bích Tuyền được trao đổi với ông Lê Văn Gọi ạ. Ông có thể chia sẻ rõ hơn và cụ thể hơn về ý nghĩa của chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm được không ạ? Thưa chị Bích Tuyền và các bạn xem đài, thì nói một cách dễ hiểu là thế này. Trong quá trình phát triển thì chúng ta thấy rằng ở mỗi xã, mỗi ấp, mỗi vùng, mỗi miền đều có những cái sản phẩm mà nó có tính độc đáo, riêng biệt. Các sản phẩm này được hình thành có thể do điều kiện tự nhiên, do thổ nhưỡng, do nguồn gen và do tri thức. Do văn hóa của cộng đồng đó hay là cái kỹ thuật công nghệ truyền thống thì nó tạo ra những cái sản phẩm rất là độc đáo. Ví dụ như ở Đồng Nai mình có thể là nó là bữa Tân Triều, rượu đế bến gỗ hay là khổ qua rừng Long Khánh chẳng hạn, cacao Trọng Đức vân vân. Thì như vậy vấn đề là làm sao để cho những sản phẩm này nó hoàn thiện hơn, nó vươn lên những thị trường xa hơn chứ nó không bó buộc ở một làng một xã nào cả. Thì để cho người dân họ bán buôn được nhiều hơn, họ đem lợi nhuận nhiều hơn và như thế là cái cộng đồng nó được hưởng lợi nhiều hơn. Và chính vì xuất phát như vậy thì năm 2017 thì Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm. Còn vì sao mà gọi là OCOP? Thực ra OCOP là chữ viết tắt của bốn từ tiếng Anh One Crop Milk, One Product. Nó cũng đồng nghĩa với mỗi làng một sản phẩm, mỗi xã một sản phẩm. Như vậy là gọi là OCOP hay gọi là mỗi xã một sản phẩm thì nó cũng là một chung một cái nghĩa mà thôi. Thì mỗi xã một sản phẩm nói rõ hơn để bà con không nhầm lẫn. Mỗi xã một sản phẩm không có nghĩa là mỗi xã chỉ một sản phẩm, mà mỗi xã có thể một hay nhiều sản phẩm. Ngược lại, một sản phẩm có thể nằm trên địa bàn một xã hoặc là nhiều xã. Hoặc là nhiều xã thì hiểu nghĩa theo cái nghĩa rộng chứ không theo hiểu theo nghĩa bó buộc. Thì tóm lại chương trình phát triển, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm tức là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn nhưng mà theo hướng nội sinh, nhằm phát huy những sản phẩm mà nó có lợi thế của từng địa phương, từng vùng miền để cho người dân nó hoàn thiện sản phẩm này hơn, để bán ra thị trường xa hơn và mục đích cuối cùng là đem đến lợi nhuận cho người dân và cho cộng đồng đó được nhiều hơn. Thì đấy là cái ý nghĩa của chương trình. Dạ vâng ạ. Như vậy thì sau một năm triển khai tại Đồng Nai thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của chương trình này và những cái tiêu chí để đánh giá sản phẩm đạt OCOP là gì ạ? Thưa chị Bích Tuyền, thì thực ra một năm thì cũng chưa nói được nhiều, nhưng mà kiểm lại một năm thì chúng ta làm cũng được khá nhiều việc. Đầu tiên là chúng ta đã ban hành một cái đề án phát triển mỗi xã một sản phẩm cho giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025. Đó là cái nền tảng quan trọng nhất. Thứ hai là chúng ta đã hình thành được bộ máy điều hành, bộ máy chỉ đạo điều hành từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thứ ba là chúng ta đã tổ chức tuyên truyền trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân nòng cốt và đặc biệt là tuyên truyền cho các chủ thể mà mình xác định rằng có tiềm năng tham gia sản phẩm OCOP. Và điều đặc biệt là báo cho chị Bích Tuyền với các bạn xem đài là chúng ta đã có 17 sản phẩm OCOP đầu tiên được chứng nhận. Trong đó có 2 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Còn về tiêu chí đánh giá thì Trung ương ban hành một bộ tiêu chí. Ở đây có 100 điểm, trong đó có rất nhiều tiểu tiêu chí mà trong phạm vi buổi nói chuyện hôm nay tôi chỉ giới thiệu là bộ tiêu chí có 3 phần rõ nét. Một phần thứ nhất là cái sản phẩm và cái tính cộng đồng, sức mạnh của cộng đồng. Tức là nó buộc cái sản phẩm này, ví dụ như nguyên liệu phải lấy từ địa phương, đúng không? Và người sản xuất ở đây cũng chủ yếu là người địa phương. Có nghĩa là bản thân người địa phương đó họ làm ra cái giá trị gia tăng cho sản phẩm. Thì như vậy là sức mạnh của cộng đồng. Cái thứ hai nữa là cái khả năng tiếp thị của sản phẩm này.
Tức là vì bao bì, vì nhãn mác, vì quảng cáo, vì thị trường tiêu thụ. À, và cái thứ ba là cái nhóm tiêu chí về chất lượng. Ở đây nói là những tiêu chuẩn, những hương vị, những màu sắc và đặc biệt là những cái vệ sinh an toàn thực phẩm và cái mùi vị vân vân. Thì ba cái này nó cấu thành là 100 điểm. Và như vậy là tùy theo sản phẩm mình đặt ở mức độ điểm nào thì nó sẽ tương ứng với cái sao điểm đó. Tôi nói ví dụ như là từ 90 đến 100 là 5 sao, à, từ 60 cho đến 80 là 4 sao, à, rồi kế đó dần xuống là 3 sao, 2 sao, 1 sao. À, thì cái đấy là những việc mà chúng ta làm được năm 2019 và cái bộ tiêu chí mà để đánh giá cái sản phẩm mình đạt chất lượng ở mức độ nào. Dạ vâng, cảm ơn ông Lê Văn Gọi rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về chương trình OCOP sau một năm triển khai đạt hiệu quả như thế nào, thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng xem một phóng sự ngắn sau đây. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2035, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai chương trình. Mục tiêu ban đầu đặt ra là toàn tỉnh có 12 sản phẩm được chứng nhận OCOP trong năm 2019. Kết quả sau một năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có đến 17 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Sản phẩm bột cacao nguyên chất của công ty trách nhiệm hữu hạn cacao Trọng Đức, huyện Định Quán là một trong 2 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt 4 sao. Với lợi thế là đã xây dựng được nguồn nguyên liệu ổn định từ trước, sản phẩm bột cacao nguyên chất sử dụng nguyên liệu 90% trong tỉnh. Công ty có chuỗi liên kết chặt chẽ với quy mô lớn thông qua dự án cánh đồng lớn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Do đó, đã chủ động được nguồn nguyên liệu, đồng thời sử dụng trên 80% lao động là người địa phương. Với sự tư vấn, hỗ trợ của các ngành và địa phương, hơn một năm qua, công ty đã hoàn thiện các sản phẩm tốt hơn. Khi mà nghe được một cái chương trình, một cái sản phẩm mà mỗi xã một sản phẩm của quốc gia thì mình nghĩ là đúng là một cái cơ hội. Và đi với mình là vừa có nông dân vừa có địa phương thì cái vấn đề đó là nó quá tốt, nó quá thuận lợi để mà tiếp tục cái ước mơ của cái Trọng Đức để mà làm sao có một cái sản phẩm về cacao mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng và mang lại được giá trị cho người trồng. Trong số 15 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Thuận Hương, huyện Định Quán có đến 4 sản phẩm gồm khoai lang sấy, chuối sấy, khoai môn sấy và mít sấy. Công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chứng nhận kiểu dáng công nghiệp, có giấy chứng nhận cấp mã vạch và đã đóng phí mã vạch năm 2019. Trong hành trình xây dựng OCOP, công ty đã trải qua chặng đường 10 năm xây dựng vùng nguyên liệu. Ban đầu thì cũng là rất là khó khăn, tại vì là mình cái ngành trái cây sấy khô đó, thì ở Định Quán Đồng Nai của mình đó là mình mới là đầu tiên thôi. Mình cũng về đây mình coi tìm thấy cái nguyên liệu của huyện Định Quán nhiều mới xin về đây thành lập cái công ty ở tại Phú Túc. Nên thì nó là được là bà con nông dân ở đây mít nó nhiều. Hoặc sau đó thì thấy là bà con nông dân toàn là đem đi xa lại bán thôi. Mình sẽ về đây, mình sẽ mua nguyên liệu của bà con, sau đó mình lắp đặt máy móc lại sấy. Đến nay, công ty đã ký hợp đồng bao tiêu nông sản, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định trên 40 hectare. 60% sản phẩm của công ty đã được xuất sang các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia. Việc được đánh giá sản phẩm OCOP 3 sao sẽ là cơ sở để công ty tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, hướng tới những thị trường khó tính hơn. Nhìn chung, các sản phẩm sau khi tham gia chương trình OCOP đều phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, từng bước khẳng định được đặc sản ở mỗi địa phương, tiến tới phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 thì tỉnh Đồng Nai của chúng ta có 17 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Và thưa ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Hội Làm Vườn tỉnh Đồng Nai, ông đánh giá như thế nào về chương trình OCOP và những khó khăn thuận lợi của ngành hàng nông nghiệp khi tham gia chương trình này là gì? Về phía Hội Làm Vườn, chúng tôi thì rất là phấn khởi và vui mừng khi được tiếp cận và được tuyên truyền về cái chương trình này.
Thì phải nói là chương trình OCOP đó là mỗi xã một sản phẩm có thể nói rất là hiệu quả và tác dụng thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự phát triển trong cái sản xuất kinh doanh đối với lại cái ngành nông nghiệp, mà đặc biệt là với những cái nhà vườn của chúng tôi. Ở trong đó cũng có cái kinh tế vườn của Đồng Nai á, nó khởi sắc và nó đa dạng nhiều cái mặt hàng. Thì ở đây á, về chúng tôi thấy về mặt thuận lợi á, thì nó có mấy cái điểm đặc biệt mà nhà vườn và bà con nông dân chúng tôi rất là hài lòng. Đó là có thêm được cái sự quan tâm của các cái cấp lãnh đạo từ cơ sở cho tới cấp tỉnh, mà đặc biệt là cơ sở. Vì trước đây chúng ta nói cái nông nghiệp chung chung và cái định hướng thì nó không rõ ràng, ở trong đó không nêu được cái chức năng, cái nhiệm vụ phải làm trong từng cái thời gian công việc là như thế nào. Thì khi mà có cái chương trình này đó, thì chúng tôi thấy đó là cái ở ủy ban tỉnh đó, mà thì ủy ban dân tỉnh Đồng Nai thì đã có cái kế hoạch đó là 10877 đó. Đó là ở huyện chúng tôi, là cái huyện Vĩnh Cửu mà tôi nơi tôi ở đó, rồi cái hội làm vườn chúng tôi ở đó cũng mạnh đó, thì ở đó, đó là có cái kế hoạch đó là của huyện Vĩnh Cửu đó, ngày 23 tháng 9 năm 2019, và trong đó thì cũng có kế hoạch đó là của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cái số 5077. Thì tôi thấy là khi có những cái kế hoạch này thì cái sản phẩm của chúng tôi, ví dụ như trước đây á, là đã có xây dựng cái thương hiệu bưởi Biên Hòa đặc sản Tân Triều, và đã có làm một cái lần là nhãn hiệu rồi khác. Nhưng mà khi chưa có cái chương trình kế hoạch này đó, thì cái sự quan tâm ví dụ như là đi sâu để mà phân loại, để mà đánh giá, để rồi có một cái đưa lên trên cái chương trình chung để cho mọi người biết đó, thì cái đó là cái mà ở địa phương chúng tôi trước đây chưa có đó, thì nó còn yếu. Nhưng bây giờ thì cái sự quan tâm nó rõ ràng hơn, và đó là một trong những cái thuận lợi. Tuy nhiên tôi thấy nó cũng còn không ít những khó khăn. Tuy nhiên là những khó khăn ấy thì trong cái nội bộ của hội, của những người dân, và ở nhất là ở cơ sở, thì sẽ cũng có những cái đề đạt kiến nghị mà được quan tâm theo kế hoạch. Nhưng mà trong đó thì những vấn đề lớn như chúng tôi thấy đó là sự quan tâm của truyền thông, của thông tin báo đài, rồi sự quan tâm của các cái nhà doanh nghiệp, thì nhà vườn và những cái người mà làm những cái ngành hàng về cái nông nghiệp á, thì nó sẽ được người ta chú ý tới và biết sâu, biết cụ thể hơn. Trong cái bước mà đánh giá, phân loại sản phẩm rồi giới thiệu sản phẩm đó, thì cái đó, đó thì nó có thuận lợi ra. Nhưng mà cái khó khăn của chúng tôi đó là hiện nay tôi nhận thấy rằng cái lực lượng mà cán bộ ở cơ sở cũng như lực lượng chuyên môn để làm cái công tác này, để mà đi sâu sát với dân đó, thì nhà nước còn rất là khó khăn do cái bộ máy của mình đó, là nó cũng có mức độ thôi. Nhưng mà nối dài với lại cái cánh tay của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai, là nói cánh chúng tôi cũng là thấy mình cũng cần phải gắn bó và làm cánh tay nối dài cùng với nhà nước với các cái chương trình mà các cái kế hoạch đề ra đó. Thế nhưng mà có những cái nó cũng chưa có đồng bộ, nó chưa có đồng bộ. Thì trong đó là những cái khó khăn, ví dụ như tôi nói là ở trong các cái nơi xem đài ở trên chương trình của thế giới, rồi ở một số nơi trong nước của mình thì người ta có quan tâm đến các cái liên hiệp hội và cái hội, nhưng mà đôi khi đó là ở một số ngành đó, thì chúng tôi cũng rất mong mỏi nếu như được như Sở Khoa học Công nghệ, được như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa rồi đó, thì chúng tôi thấy quá tốt rồi. Nhưng mà đối với nhà vườn chúng tôi đó còn cần nữa, ví dụ như cái sở như là Sở Công Thương, cái thương mại, cái du lịch đó, thì dường như cái gắn bó với cơ sở và để mà có một cái cánh tay mà kết nối đó, để hỗ trợ đó, thì tôi thấy cái mặt này á, là ở cơ sở chúng tôi đó còn thiếu cán bộ trong cái lĩnh vực này, và hầu như cái lĩnh vực ấy đó là chưa có cái sự phân công để kết nối đồng bộ, mà ở đó là cái ngành thương mại đó là rất cần phải giúp đỡ nhiều hơn cho người dân chúng tôi, cho nhà vườn chúng tôi. Ví dụ như cũng có cái đợt tôi đi xin để tham gia một cái chương trình hội chợ của cấp tỉnh thôi, thì là ở tại đây là người ta dỡ ra văn bản này văn bản nọ, người ta nói hội không được
là doanh nghiệp, cho nên là không có ở trong cái chương trình hỗ trợ của nhà nước đối với cấp hội. Nhưng mà thật sự ra đó thì hỗ trợ cho doanh nghiệp á, thì tôi nói á, là hiện nay á, cái khó của chúng ta là gì? Tôi nghĩ rằng ở Đồng Nai mình á, mình không có con số để thống kê chính xác, nhưng mà theo những cái hội mà tôi đã đi xuống với cơ sở chúng tôi đó, thì tôi thấy rằng ít nhất là còn 80-85% là họ là cái người sản xuất thôi, họ không phải là doanh nghiệp. Do đó trong các cái văn bản không có cái chữ nào ủng hộ cho những cái nhà vườn, những cái nhà mà buôn bán nhỏ, những cái vườn trái cây mà những cái người sản xuất á, họ có với cái hội á, có cái điều kiện để mà được nhà nước hỗ trợ. Đó thì đó là một trong những cái khó khăn mà tôi cho rằng mình có thể vượt qua được. Tuy nhiên là cái sự đồng bộ mà tôi nói đó thì nó là trên bước đường để mà thực hiện á, thì tôi thấy rằng cái kinh nghiệm chúng ta rút ra được, đúc kết được thì chắc sẽ là vượt qua được những cái khó khăn, và sắp tới nó sẽ đồng bộ để thực hiện được theo cái kế hoạch mà tôi thấy trong bước đầu rất là chu đáo ở trong cái tổ chức, ở trong cái đề xuất các cái nội dung hoạt động của kế hoạch đó. Vâng ạ, cảm ơn ông Nguyễn Phan Biên rất là nhiều, những chia sẻ rất là thực tế vừa rồi. Và thưa ông Lê Thanh Hiệp ạ, là một đơn vị sở hữu một trong những sản phẩm OCOP, thì xin ông có thể chia sẻ về cái quá trình tìm hiểu, chuẩn bị và tham gia OCOP của đơn vị mình như thế nào? Kính thưa MC Bích Tuyền và kính thưa các bạn đang xem đài, thì trước hết thì cũng xin tự giới thiệu, thì tôi là đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn của Hội đồng Nghiệp Vân. Thì doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp chuyên về sản xuất các cái sản phẩm liên quan tới củ quả rừng, còn gọi là mướp đắng rừng. Thì sản phẩm của chúng tôi trong 2019 có tham gia chương trình OCOP của tỉnh là sản phẩm trà củ quả rừng. Thì trong quá trình tìm hiểu về các cái nội dung, các ý nghĩa của chương trình và cũng tập hợp những cái hồ sơ, thì chúng tôi thấy rằng cái sản phẩm của doanh nghiệp mình nó đáp ứng được cái những cái yêu cầu, những cái tiêu chí và thế mạnh của doanh nghiệp cũng như thế mạnh của địa phương. Và chúng tôi cũng đã bố trí người để tiếp cận, để chuẩn bị hồ sơ và tham gia cái chương trình này. Thì kết quả là trong năm 2019 thì sản phẩm trà củ quả rừng của doanh nghiệp chúng tôi cũng đã được đánh giá là sản phẩm OCOP chứng nhận 3 sao của tỉnh Đồng Nai. Thì trong quá trình làm hồ sơ thì trong giai đoạn đầu thì nó cũng có những cái nó cũng còn lúng túng. Tuy nhiên thì được sự hỗ trợ của các ngành thì đến giờ thì nó cũng đã hoàn thiện. Và trong dự kiến trong năm 2020 thì chúng tôi tiếp tục đăng ký để nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao và sẽ đăng ký thêm những sản phẩm khác của doanh nghiệp. Và ví dụ như là bột của quả rừng nguyên chất, hoặc là cao của quả rừng thảo dược, viên nang tinh chất của quả rừng, thì cũng hy vọng là trong năm 2020 với một cái đà này thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện từng khâu để tiếp tục tham gia cái OCOP của tỉnh Đồng Nai 2020. Vâng ạ, cảm ơn ông rất nhiều. Và thưa ông Lê Văn Gọi, thực tế hiện nay thì rõ ràng là có rất là nhiều doanh nghiệp muốn tìm hiểu về cái quy định, thủ tục và lợi ích từ sản phẩm OCOP. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái lợi ích khi mà chủ thể tham gia chương trình này được không ạ? Thưa chị Bích Tuyền và các bạn xem đài, câu hỏi của chị Bích Tuyền thì thực ra anh Hiệp cũng đã nói rồi. Tôi chỉ tóm gọn thế này, cái lợi thì nó rất nhiều, nhưng mà có thể tóm được lại ba cái lợi ích lớn. Một là chủ thể thì được nhà nước tư vấn hỗ trợ. Tôi nói ví dụ như là người ta thấy rằng cái khổ qua rừng ở địa phương rất là độc đáo, nhưng mà làm ra sản phẩm như thế nào, cách thành lập doanh nghiệp ra sao, rồi cách đi ra thị trường như thế nào, rồi bao bì nhãn mát ra sao, thì cái đó là sẽ được tư vấn, được nhà nước tư vấn. Tức là ban đầu có thể chỉ là một ý tưởng sản phẩm thôi, rồi nhà nước sẽ, tuy nhiên là cái cộng đồng dân cư, cái chủ thể đó tự làm hết, nhưng mà được ở đây mình hỗ trợ tư vấn để rồi người ta làm đúng hướng hơn, làm bài bản hơn, thì đó là cái lợi đầu tiên và tôi cho là cái lợi quan trọng nhất. Cái lợi thứ hai nữa là quá trình làm đó thì cái chủ thể này có thể là hợp tác xã, có thể là người dân, có thể là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì sẽ được hưởng toàn bộ những cái chính sách về nông nghiệp nông dân hiện hành, ví dụ như chính sách liên kết và tiêu thụ nông sản, ví dụ như chính sách về cơ giới hóa vân vân, thì những chính sách đó là lồng ghép để cho người tham gia OCOP sẽ hoàn thiện, sẽ hưởng lợi để hoàn thiện sản phẩm mình. Và cái lợi thứ ba
là anh định vị được cái sản phẩm anh nằm ở mức độ nào. Tôi nói ví dụ doanh nghiệp vừa rồi nó trào qua rừng 3 sao thì sang năm ảnh sẽ vươn lên 4 sao. Nhưng mà ảnh vươn lên cách bằng cách nào, là bao bì nhãn mát hay là vì tiêu chuẩn hay vì này nọ, thì qua những cái đợt chấm, qua cái đợt thi đấy, thì những người chấm, những người mà ban giám khảo đó, hội đồng đó, họ sẽ chỉ cho anh Hiệp sản phẩm anh còn khiếm khuyết này, để vươn lên 4 sao thì anh cần phải hoàn thiện cái này. Rồi sang năm anh 4 sao rồi anh đòi lên 5 sao thì người ta chỉ cho anh những cái điểm khác cần hoàn thiện hơn, để rồi sản phẩm anh ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng, về bao bì, về nhãn mát, về sức mạnh của cộng đồng, để rồi nó vươn đến thị trường xa hơn, cao hơn. Thì tôi cho rằng ba cái lợi ích đó mà anh Hiệp cũng đã nói rồi, và tôi chỉ là khái quát lại thôi. Cảm ơn ông rất là nhiều. Vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Biên, với 100% sản phẩm thuộc ngành hàng nông nghiệp đạt OCOP, vậy thì theo ông đây có phải là cái điều kiện đầu tiên để sản phẩm nông nghiệp của tỉnh phát triển và hội nhập sâu rộng, cũng như là tìm kiếm được thị trường tiềm năng trong và ngoài nước không ạ? Đồng bào nông nghiệp, cư dân nông nghiệp, hay là nói riêng về cái hội làm vườn của chúng tôi đó, thì đó là một cái ước mơ mà hết sức là trăn trở, hết sức là mãnh liệt của bà con mà sản xuất trong cái lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn. Thì trong đó thì chúng tôi thấy là nếu như nói là 100% thì đó là cái chuyện của mình rồi. Nhưng mà để cho các nơi người ta biết đến thì chúng tôi nghĩ rằng còn phải làm nhiều, đặc biệt ở trong đó là cái giới thiệu ở trên một cái chương trình mà chúng tôi cũng rất hy vọng là tới đây là ngành truyền thông, rồi ngành thương mại du lịch sẽ đưa được lên trên mạng, lên trên một cái chương trình giới thiệu sản phẩm, để là người ta có thể truy cập trong nước, rồi một số nước ở trong ASEAN, rồi các cái nước mà văn minh, các cái nước mà có cái thị trường rộng ở trên thế giới. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng hết sức là lý tưởng. Nhưng mà để bước tới các cái bước đó thì cái người sản xuất hết sức là cần cái sự là giúp đỡ của các cái ngành của nhà nước, và đặc biệt là nhà nước nó có những cái quyết định cụ thể hơn cho cái sự hội nhập, cho cái sự giới thiệu rộng rãi để mà phát triển cái sản xuất, rồi phát triển cái kinh doanh để mà tiêu thụ được cái sản phẩm. Cảm ơn ông rất là nhiều. Và thưa ông Lê Thanh Hiệp, sau một năm mà công ty mình đã tham gia và được xét duyệt sản phẩm OCOP, thì đơn vị doanh nghiệp của ông đã được hỗ trợ những gì, và ông thấy rằng là lợi ích thực tế của chương trình này như thế nào? Riêng với sản phẩm của công ty qua một năm thì đã có những cái tác động và thay đổi ra sao ạ? Chỉ có một năm tham gia, nhưng mà trong quá trình mà từ khi tiếp cận cho tới khi được đánh giá là sản phẩm OCOP, thì doanh nghiệp chúng tôi về cái chung thì được hỗ trợ cũng tương đối rất là nhiều. Đó, cụ thể như là trong các chương trình mà liên kết tiêu thụ sản phẩm, quảng bá sản phẩm thì cũng được các sở ngành, ví dụ như là Sở Nông nghiệp, Sở Công Thương, Sở Công nghệ đều giúp đỡ. Bên Sở Công Thương thì vừa rồi mới tạo điều kiện cho chúng tôi cũng liên kết được với những cái siêu thị lớn, ví dụ như là Totte, Citymart. Còn chẳng hạn như là Sở Khoa học Công nghệ vừa rồi cũng có hỗ trợ cho chúng tôi trong cái việc xây dựng và quản trị một cái trang web vinacua.com. Còn các sở ngành khác thì cũng tạo rất là nhiều điều kiện trong cái việc mà quảng bá thương hiệu, rồi xây dựng những cái trạm để đặt những cái sản phẩm của mình ở đó. Thì về cái lợi thế thì đúng là rất là nhiều khi mà tham gia chương trình, để mình nâng cái uy tín của doanh nghiệp mình lên, cái sản phẩm mình sẽ được nhiều người biết đến hơn. Thì nói gọn lại là mới có một năm đầu cho nên chúng ta cũng chưa nói được cái gì, nhưng mà một năm tham gia OCOP như vậy thì cũng là đối với doanh nghiệp cũng là bước đi dài đó. Thì trong 2020 thì sẽ cố gắng để phát huy những cái hiệu quả đó, tiếp tục đưa sản phẩm mình cho tới thị trường nước ngoài và những thị trường khó tính nhất ở Việt Nam. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị và các bạn, là một chương trình mới, thế nhưng mà qua một năm thì
chương trình được triển khai ở Đồng Nai thì chương trình OCOP đã có tiếng vang và được cộng đồng quan tâm, được các chủ thể tham gia nhiệt tình. Khi chương trình OCOP được chính thức triển khai, đã thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã đăng ký tham gia. Với kỳ vọng xây dựng thương hiệu ngày càng lớn mạnh cho nông sản địa phương, điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới Dinh dưỡng của anh Nguyễn Tấn Phú, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Có mặt trên thị trường 10 năm qua, sản phẩm nấm mèo NutriWorld của công ty này được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng, mẫu mã và quy trình sản xuất sạch, cung cấp sản phẩm nấm tốt cho sức khỏe. Thì từ cái công nghệ là mình trồng là trong môi trường sạch, truyền thống, không sử dụng cái hóa chất hoặc là không sử dụng cái phế phẩm trong cái vấn đề chế biến. Ví dụ từ khâu nuôi trồng thì mình cũng sử dụng là nước sạch để mình tưới. Thì đến khi mà về xưởng sản xuất thì trong cái con đoạn mà gia công chế biến thì mình cũng sử dụng là nước sạch để mình rửa. Và tất cả các dụng cụ chế biến là mình nằm trên, có khuôn viên là nằm trong xưởng gia công chế biến hết. Đặc biệt là nước rửa thì mình sử dụng là nước sục ozone, nước sạch, rồi có kiểm nghiệm. Rồi sau khi là sản phẩm của mình được phơi thì phơi trong những cái lồng kính. Với sản phẩm sạch, chất lượng và được thị trường ưa chuộng, trong năm 2019, sản phẩm nấm mèo NutriWorld là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tính chọn vào danh sách 12 sản phẩm tham gia OCOP. Từ khi đăng ký làm sản phẩm OCOP, công ty được tỉnh hỗ trợ, tư vấn để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn về bao bì, nhãn mác và chất lượng. Thương hiệu nấm mèo NutriWorld hiện có thị trường khá rộng, không chỉ trong nước mà ra đến một số nước ở châu Âu, châu Á. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, công ty xuất khẩu khoảng từ 5 đến 10 tấn nấm mèo, tiêu thụ ở thị trường trong nước khoảng 10% so với tổng số lượng xuất khẩu. Hiện sản phẩm nấm mèo của công ty là một trong 15 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt 3 sao. Nấm mèo NutriWorld đã đưa vào cái chương trình OCOP. Thì đây là chương trình mà quảng bá rộng rãi về cả nước và chương trình lớn của cả quốc gia, đó là mỗi xã một sản phẩm. Thì NutriWorld rất là vui mừng là trong một tỉnh và một xã mà có rất nhiều sản phẩm mà nấm mèo mình được chọn. Đó là một cái thành quả mà NutriWorld đang phấn đấu. Chương trình OCOP ở Đồng Nai đang bước trên chặng đường tiếp theo và các địa phương cùng chung tay thực hiện để các sản phẩm OCOP của nông dân sẽ đi xa hơn nữa, giúp nâng cao đời sống của người dân nông thôn, tiến tới phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Thưa ông Lê Văn Gọi, vấn đề mà người nông dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh ngành hàng nông nghiệp quan tâm đầu tiên phải nói đến đó là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Vậy thì đối với các sản phẩm tham gia OCOP thì vấn đề đầu ra có thuận lợi và khó khăn cũng như là những cái lưu ý như thế nào ạ? Đúng như chị Bích Tiền nói. Bây giờ người sản xuất và đặc biệt là sản xuất ngành hàng nông sản và người sản xuất ở nông thôn thì vấn đề mà người ta lo nhất là vẫn là đầu ra. Thì sản phẩm OCOP thì cũng không thể mà thoát khỏi cái nỗi lo này. Nhưng mà ta nói thế này, chương trình OCOP là một chương trình kinh tế và sản phẩm OCOP là một sản phẩm hàng hóa. Tất nhiên anh phải tuân thủ theo quy luật giá trị, quy luật thị trường. Nếu anh làm rẻ, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp thì cái đầu ra sản phẩm nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà ở đây nhấn mạnh là khi tham gia chương trình thì ngoài cái chịu cái quy luật chung của một cái sản phẩm thông thường thì tôi cho rằng sản phẩm OCOP sẽ được những cái lợi để giải quyết đầu ra như thế này. Đầu tiên là anh được gắn sao sản phẩm đó. Ví dụ như sản phẩm anh 3 sao thì được gắn sao OCOP được 3 sao. Thì như vậy là người tiêu dùng nhìn thấy sao của OCOP là người ta biết định lượng được cái sản phẩm này nó nằm ở mức nào. Và được cái chương trình bảo chứng đây là một cái sản phẩm thực sự, nó đúng, cái sao nó phản ánh đúng với cái chất lượng của nó. Thì người ta cảm thấy yên tâm hơn. Cái thứ hai nữa, được hưởng các chính sách về xúc tiến thương mại. Ví dụ như là người ta giới thiệu trên trang thông tin điện tử của chương trình và được tham gia những cái hội chợ về OCOP, như vậy là nhiều người sẽ biết đến hơn. Và thứ ba là như anh Hiệp vừa nói, thực ra một năm trước đây có bao nhiêu người biết đến trà Khổ Qua Rừng Hiệp Vân không, nhưng mà bây giờ tôi cho rằng đặc biệt là qua cái buổi tọa đàm hôm nay sẽ rất rất nhiều người biết, và trong tương lai chúng ta còn nhiều cái kênh quảng bá hơn nữa mà các chủ thể tham gia OCOP được hưởng lợi. Và cái sau cùng là được tham gia các điểm bán hàng OCOP. Thì bây giờ thì chưa, nhưng mà trong cái kế hoạch trong tương lai gần đây thôi
thì ngành công thương sẽ xây dựng những điểm bán hàng ô cốp, đặc biệt là những theo dọc tuyến giao thông, dọc tuyến có cái điểm du lịch thì xây dựng ở đó. Ví dụ như tôi nói là ở Tân Phú có một cái gian hàng ô cốp chẳng hạn, thì tất cả những cái sản phẩm ô cốp của Tân Phú, Định Quán sẽ được tham gia vào đó. Và như vậy là cái, đây là một kênh tiêu thụ cho du khách đi dọc cái tuyến này chẳng hạn, và cũng là cái kênh quảng bá sản phẩm. Thì tóm lại thì nó là một sản phẩm hàng hóa, nó tuân thủ theo một cái quy luật giá trị, nhưng mà tham gia ô cốp thì nó đã được hưởng thêm những cái lợi và nó cái cơ hội để bán được sản phẩm mình nó sẽ nhiều hơn. Cảm ơn ông Lê Văn Gọi. Và thưa ông Nguyễn Văn Biên ạ, có phải là cái đầu ra ổn định cho sản phẩm là cái điều kiện đầu tiên để các chủ thể tham gia ô cốp hay không? Và đối với ngành hàng nông nghiệp thì việc có đầu ra ổn định cho sản phẩm sẽ có những cái tác động gì đối với ý thức sản xuất kinh doanh của các chủ thể ạ? Vâng, chúng tôi thấy rằng nó có cái tác dụng hỗ tương qua lại. Tất nhiên nói về cái cung cầu á, cái đáp ứng cung cầu với lại cái hội nhập đó, thì chúng ta có một cái yếu tố cạnh tranh hết sức là khốc liệt trong cái thời kỳ mà hội nhập này với các cái sản phẩm của nước ngoài. Trong điều kiện cái người dân của chúng ta đó thì chưa có phải là được có đủ cái điều kiện để đầu tư mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm để đáp ứng với cái nhu cầu mà phát triển cái hàng hóa cho của mình cho nó cao, giá trị nó tăng lên. Thì cái đó là một trong những cái mà chúng tôi trăn trở. Và cái điều mà trước giờ vẫn hết sức là khó khăn đó, thì đối với ngành nông nghiệp, đối với cái sản phẩm nhà vườn chúng tôi, đầu vào thì cứng mà đầu ra thì lại mềm. Cái người nông dân là khó khăn với cái đó. Như trong cái điều kiện là giao thông nông thôn, hạ tầng cơ sở có bước đầu được thuận lợi do cái chương trình nông thôn mới đem lại. Thế nhưng mà cái việc mà để 100% sản phẩm chúng ta đưa ra thị trường được tốt, và tôi cũng thấy là nó có cái sự hỗ tương qua lại, nhưng ở đó nó còn cần có một cái chủ thể trong cái lĩnh vực là phát triển cái kinh doanh, cái người kinh doanh đó. Thì chúng tôi thấy rằng vừa rồi đó là hội chúng tôi đó là kết nối được một số, thì người ta làm là nhà vườn được phấn khởi, tức là người ta ký hợp đồng mua trước, ứng trước với những cái nhà vườn mà tử tế có cái sản phẩm tốt thì người ta ứng trước, rồi tới đây thì mình gọi là cái chuỗi liên kết. Nhưng mà hiện bây giờ thì cái nhà kinh doanh, cái nhà doanh nghiệp mà đi thu mua để rồi phân phối cái sản phẩm đó trên thị trường, thì tôi hy vọng rằng qua cái chương trình ô cốp này là tới đây, cũng như là ông phó giám đốc gọi đã có nói đó, thì là sở công thương, cái ngành công thương đó sẽ xây dựng những cái chuỗi cung ứng và gắn kết với nông dân, thì nông thôn đó, nó sẽ phát triển lên theo cái từng cái ngành hàng mà đặc sản truyền thống người ta có. Và cái đó thì chúng tôi thấy rằng là đối với ngành hàng nông nghiệp đó, thì khi đó nó sẽ có cái tác dụng đó, là làm cho cái người mà được mua hàng, cái người có hàng hóa đó, người ta sẽ tập trung hơn nữa để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình lên. Nhưng mà không loại trừ, ví dụ như chúng tôi thấy là ngành nông nghiệp đã làm, ngành khoa học công nghệ đã làm, sở khoa công nghệ đã làm đó, là hỗ trợ cho các nhà vườn, cho hội chúng tôi đi tuyên truyền và thông tin cho các cái nhà vườn biết các cái chính sách của nhà nước về khoa học công nghệ, về là sản xuất nông nghiệp tốt, rồi cái cấp cái giấy chứng nhận là sản xuất nông nghiệp tốt, rồi làm cái việc gáp, làm cái robot gáp để cho nhà vườn là vươn ra để có cái sản phẩm chất lượng. Thì tôi nghĩ rằng là với cái lúc ấy thì cái sản xuất kinh doanh là của các cái chủ thể của mình, cái ý thức nâng cao chất lượng nó sẽ tăng lên, và nó sự hỗ tương qua lại đó nó sẽ có tác dụng tích cực để phát triển kinh tế xã hội. Vâng. Cảm ơn ông rất là nhiều. Và bây giờ thì Bích Thùy muốn hỏi một cái ý kiến thực tế đến từ ông Lê Thanh Hiệp ạ. Thì riêng đối với sản phẩm của công ty mình, qua một năm tham gia chương trình ô cốp thì điều gì làm cho ông ấn tượng nhất ạ? Đối với sản phẩm của doanh nghiệp mình qua một năm, thì thực sự cái việc mà ấn tượng nhất đó là một cái bước đi đột phá. Đột phá trong cái việc quảng bá thương hiệu sản phẩm và nâng cao cái chất lượng, cái giá trị của cái sản phẩm của mình lên một bậc. Thì trong năm vừa rồi thì
không phải là riêng về doanh nghiệp không mà của tôi không, mà tôi nghĩ là các doanh nghiệp khác cũng vậy. Khi tham gia chương trình này thì sẽ có những cái tiến bộ trong tất cả những cái khâu, từ mà liên kết tiêu thụ sản phẩm của nông dân, tạo ra vùng nguyên liệu để mà tạo thành một cái chuỗi giá trị, và cuối cùng là tạo ra một cái sản phẩm tốt nhất. Rồi nhờ cái chương trình này nó giống như là một cái đòn bẩy để đưa cái sản phẩm này đến tận tay cái người tiêu dùng. Đó là một cái theo tôi nghĩ là giá trị thật sự của sản phẩm cũng như cái chương trình mang lại cho nông dân. Dạ vâng ạ, cảm ơn ông rất là nhiều, một góc nhìn rất là thực tế và trực quan đúng không ạ? Vậy thì thưa ông Lê Văn Gọi, vấn đề mà các chủ thể tham gia chương trình OCOP rất quan tâm đó là thị trường xuất khẩu cho sản phẩm. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho bà con được biết rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Thưa chị Bích Tiền và các bạn xem đài, một trong ba cái nguyên tắc của chương trình OCOP tức là hành động từ địa phương hướng đến toàn cầu. Thì qua anh Hiệp đây chúng ta cũng đã thấy rồi, anh Hiệp đang làm sản phẩm các loại sản phẩm của từ cái khổ qua rừng, nhưng mà anh Hiệp lúc nào cũng mong muốn cái phát triển thị trường, và nãy anh Hiệp có nói cái ý là sẽ hướng đến xuất khẩu, tức là cái người làm có thể làm ở một cái địa bàn của một cái xã, một cái huyện cụ thể ở đất Đồng Nai này, nhưng mà cái đầu họ lúc nào cũng miên man suy nghĩ tới là phải phục vụ cho một, đáp ứng được một thị trường cao hơn, xa hơn và thị trường nước ngoài. Thì đấy là chương trình, nó cái chương trình nó sẽ thúc đẩy người đó, cho cái người làm cái cộng đồng ở đó, cái chủ thể ở đó lúc nào cũng hướng tới. Thì để được cái hướng đến cái thị trường thì người ta lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện phải đáp ứng được những tiêu chuẩn về để vượt qua cái hàng rào kỹ thuật của từng nước, thì người ta phải hoàn thiện sản phẩm mình và người ta cải tiến bao bì. Cái bao bì thì mỗi vùng có một cái gu khác nhau, mỗi cái văn hóa nó có cái thích cái bao bì khác nhau, châu Á thì khác, châu Âu thì khác, vân vân. Như vậy và đồng thời người ta đa dạng hóa sản phẩm của họ. Tôi lấy ví dụ như trà, cái khổ qua rừng của Hiệp Vân ban đầu chỉ là cái trà, nhưng rồi anh làm giờ anh nghĩ tới viên nén, nghĩ đến cái cao của khổ qua rừng. Như vậy nó đa dạng quá hơn để phù hợp với cái tập quán thói quen của từng một cái nhóm người, của từng một cái khu vực cụ thể. Và bên cạnh đó thì cái chương trình sẽ hỗ trợ cho cái việc mà xuất khẩu. Tôi nói ví dụ như sản phẩm mà năm sau, tức là sản phẩm mà được từ 90 cho đến 100 điểm ấy, thì sẽ được nhà nước, thứ nhất là quảng cáo, quảng bá trên cái trang thông tin điện tử của cái cấp trung ương. Cái thứ hai nữa là những cái hội chợ ở nước ngoài thì sẽ được ưu tiên để mang cái hàng này đi, để giới thiệu cho các nước biết. Thì đây cũng là một kênh xúc tiến thương mại. Còn các sản phẩm ở mức dưới thì sẽ không được hỗ trợ cái này, mà chỉ hỗ trợ là xúc tiến thương mại trong phạm vi địa phương thôi. Thì như vậy chương trình lúc nào cũng thôi thúc cái chủ thể phải hoàn thiện sản phẩm mình và phải hướng đến xuất khẩu, chứ không chỉ là quanh quẩn ở xã, quanh quẩn ở huyện, quanh quẩn ở tỉnh, rồi quanh quẩn ở quốc gia. Như vậy thì qua cái anh Hiệp thì cái câu hỏi của chị Tuyền cũng đã anh Hiệp cũng trả lời thay rồi, lúc nào cũng thôi thúc ảnh hoàn thiện sản phẩm mình để vươn đến những thị trường xa, những thị trường khó tính hơn. Cảm ơn ông. Vậy thì xin được hỏi ông Nguyễn Phan Biên theo ông thì nếu như được tạo điều kiện đầy đủ thì sản phẩm nông nghiệp OCOP có thể dễ dàng xuất khẩu sang các nước lân cận cũng như là các thị trường lớn hay không ạ? Theo như phóng viên Mỹ Tiền vừa hỏi đó, thì chúng tôi cũng đã có thực hiện và thấy được cái hiệu quả của nó rồi. Ở trong cái tạo điều kiện thuận lợi đó thì rõ ràng là sẽ phát triển được các cái nhà vườn, các cái nhà sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của chúng tôi là có một cái kỳ vọng lớn và có một cái sức vươn tới mạnh hơn để hướng vào cái thị trường của thế giới. Còn trong cái chuyện mà thực hiện ở trong các cái bước ban đầu để cho cái sự chuẩn bị đó thì chúng tôi cũng đang rất là kỳ vọng rất nhiều vào các cái nhà doanh nghiệp với nhà nước chung tay để cho cái người sản xuất, cho cái nhà nông, nhà vườn là được có cái điều kiện vươn lên hơn. Thì cái đó là cũng còn đang là cái kỳ vọng và cái mong mỏi của cái nhà vườn và nhà nông nghiệp sản xuất của chúng tôi rất lớn, đang trông chờ nhiều cái chính sách cụ thể hơn. Thì tôi tin tưởng rằng với cái chương trình của OCOP đó thì cái triển vọng mà đạt đến cái sự phát triển
như cái mục tiêu đã đề ra thì hoàn toàn nó là hiện thực và nó rất là thiết thực trong cái điều kiện hiện nay. Vâng, cảm ơn ông. Vậy thì thưa ông Lê Thanh Hiệp, cũng nói về vấn đề xuất khẩu sản phẩm OCOP thì ông có đánh giá như thế nào đối với ngành hàng nông nghiệp nói chung và đối với sản phẩm OCOP của công ty nói riêng trong hiện tại và trong tương lai ạ? Nếu mà nói trước hết thì đánh giá về cái ngành hàng nông nghiệp Việt Nam á, theo tôi thì Việt Nam là một nước có cái thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Có những cái sản phẩm của Việt Nam thì phải xuất qua các nước trung gian. Tuy nhiên là về thực tại hiện tại thì theo tôi thì cái sản xuất nông nghiệp của ngành nông nghiệp Việt Nam thì cũng chưa có tương xứng với lại cái lợi thế của Việt Nam đang có. Còn riêng với lại các sản phẩm OCOP của chúng tôi thì về hiện tại thì cũng chưa có xuất khẩu. Thật sự là cũng chưa đáp ứng được những cái tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường như là thị trường châu Âu hoặc là thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, về tương lai, nếu mà được sự hỗ trợ của các ngành cũng như sự cố gắng của bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì tôi tin rằng về tương lai không xa, tương lai rất gần thì sản phẩm OCOP của Đồng Nai cũng như là sản phẩm của doanh nghiệp sẽ xuất chính ngạch qua các thị trường khó tính nhất ở Mỹ, châu Âu cũng như là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Cảm ơn ông rất là nhiều. Và một câu hỏi cuối với tiền xin được hỏi ông Lê Văn Gọi ạ. Bây giờ rõ ràng là qua một năm triển khai chương trình OCOP thì tỉnh Đồng Nai của chúng ta cũng đã đánh giá được những mặt tích cực mà chương trình mang lại cho các chủ thể tham gia. Vậy thì trong năm 2020 này, chương trình OCOP của tỉnh sẽ tập trung những nội dung gì ạ thưa ông? Thực ra cái mục tiêu của chương trình là đến năm 2020 chúng ta cho ra 12 sản phẩm OCOP. Cái mục tiêu như vậy bởi vì chúng tôi đặt ra mục tiêu cũng hết sức là cẩn trọng. Và ủy ban tỉnh ủy có nói rằng tối thiểu là 12, nhưng bây giờ qua năm 2019 mình đã được 17 rồi. Như vậy phải xác định lại là cái tiềm năng OCOP ở Đồng Nai rất lớn, bởi vì chúng ta có cái đa dạng về địa hình và thật sự mà nói đất lành chim đậu mà. Thật ra nhiều bà con ở nhiều vùng miền đến thì mang đến những cái công nghệ truyền thống, cái tập quán văn hóa cũng đa dạng. Như vậy là sản phẩm OCOP sẽ đa dạng. Và như vậy là trong năm nay thì có mấy cái mà chúng ta phải tập trung. Thứ nhất, chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống giống như là cái khung khổ pháp lý, tức là tất cả chúng ta sẽ bổ sung lên những chính sách về OCOP, chúng ta hệ thống lại để rồi trả lời cho người chủ thể tham gia OCOP họ được hưởng lợi gì và liên hệ từ đâu để như vậy họ nao nước tham gia hơn. Thứ hai là tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền. Tôi cho rằng là năm 2019 sản phẩm OCOP họ chỉ tham gia mang chất thăm dò thôi. Ví dụ như anh Hiệp, anh nói là anh 7-8 sản phẩm nhưng mà anh chỉ đưa trà qua rừng tham gia thôi. Nhưng mà chắc chắn năm nay anh sẽ tham gia nhiều hơn. Và bản thân cái sản phẩm năm ngoái tham gia, tức là trà qua rừng 3 sao thì năm nay anh lên 4 sao. Và những sản phẩm chưa tham gia thì anh tham gia. Và nhiều chủ thể khác năm ngoái họ cũng mang tính chất là ngồi coi trời nó sao như thế nào. Họ mang lợi đến cái gì thì năm nay sẽ thúc đẩy và khơi thông cái đó. Để rồi mục tiêu là một chuyện, nhưng chúng ta phải khơi thông làm sao cho tất cả những sản phẩm tiềm năng và có điều kiện tham gia, để rồi chúng ta có một cái nguồn sản phẩm dồi dào, để rồi chương trình chúng ta phát triển mạnh, giúp cho bà con nông dân có thêm nhiều thu nhập. Và đây cũng là cái mục tiêu mà chúng ta phát triển xây dựng nông thôn mới. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông Lê Văn Gọi. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình kỳ sau.